lại với kênh anh Dương Phủng nha. Giờ hôm nay là tiết mục làm ẩm thực ở trên biển, nhưng mà ẩm thực hôm nay không có hải sản nha nhà. Em sẽ làm cánh gà chiên nước mắm để cho mấy anh em ăn cơm buổi chiều nha. Tại vì hồi nãy lên cái đồn cá mà làm công chuyện lưu mô quay không có quay cho cái nhà xem đồn cá nữa. Để buổi tối đây em sẽ quay đồn cá buổi tối cho nhà xem. Bây giờ thì em sẽ làm cánh gà chiên nước mắm để cho mấy anh em ăn cơm nha. Đây đó, cánh gà nói chung hôm bữa có vô đảo Phú Quốc á, em mua ra. Giờ em sẽ làm món cánh gà chiên nước mắm để ăn cơm cùng với mấy anh em nha. Đây, nước sôi giờ em sẽ cho vô ít muối nè. Em trụng cánh gà trước với ít miếng muối nè, cho nó dần chín chín rồi chiên cho nó mau quá nha. Không phải biển không có thời gian đâu. Thôi dùng cho nó chín sơ sơ rồi mình ra chiên sao. Đây ngoài biển nói chung thì không có thời gian nhiều, nếu mà chiên mà còn sống luôn rồi rất là lâu. Dần trụng cho gần chín rồi mình chiên nha. Đây cánh gà em đã trụng xong rồi nha, nãy giờ lại cũng gáo nước rồi, giờ em chuẩn bị em chiên nha. Đang lại cho dầu nó sôi nè. Món dễ mua nhiều quá trời, mình để nó hư.
quá hấp dẫn nha. Hồi cái lấy nước đi ní đi cứu lên nha. Tới luôn đó, tới chuyện của nay luôn. Quá rồi, món tao món nhậu không các bạn ơi. Bây giờ hả, để dành ăn cơm rồi. Rồi đây, cánh gà chiên nước mắm cùng với mấy anh em mình nha. Quá tuyệt vời luôn nha các nhà. Thấy đẹp rồi đó nha. Mồi nhậu nha, ăn cơm nha các bạn. Mồi nè mà ăn cơm thì hơi quý nha. Nhưng mà ở trên biển biết sao giờ. Ăn cho nó có sức khỏe. Khi nào mà vô đảo thì mình tay gai bù. Trời hôm nay bỗng dưng nổi sóng nha.
viên cánh gà được không anh thầy? Thấy không? Dĩa với cái cánh gà 20 ngàn được không? Lời không? Lỗ hả? Vậy ký hình như có 8-9 cái à? Cái 10 ngàn mà ơi. Dĩa 25 được ba ơi, 30 ngàn mắc lắm. Cái dĩa cơm chiên số mỡ tôi có 30 ngàn. Cái này nổi sóng lên lên gai nè. Thôi bây giờ cũng ăn cơm xong rồi. Em đi vô bên trong để mà nghỉ ngơi. Thì tối em sẽ quay chỗ nhà xem đục cá buổi tối nha. Tại vì thường lên giả cào buổi trưa, nếu mà có cào mà cách cách thì em bỏ ngoài em hay mắc đi giá nha cả nhà, nên lúc mà sổ đục em không có quay trong nhà xem được, nên buổi tối thì em có thể mà quay trong nhà xem được nha. Ok, ngoài không bé cổ không bé cổ sao lên rồi luôn, tối chưa ăn không ốc áp đi lăn rồi cái đường kia luôn hiếu ơi. Rồi hai tao luôn. Tối ngày hôm nay luôn nha cả nhà ơi, quay cho cả nhà xem sương sương. Chung nãy giờ mới bủa cầu bay xong luôn. Wow, mực quá to, bự quá bự luôn nha. Cho mú đây khá là nhiều gác rồi. Mũ này cũng to nè, này nó tầm ký chỉ ngoài nha. Trên nè à. Đây con đùm trứng mực, đây là
trứng mực lá nha cả nhà. Mực lá nó dài dài vậy nè. Đánh bắt chủ yếu là mực nha, mực nó mới có giá trị cao, còn cá nó thì không có như tiền ký nha. Sò đẹp này giờ thì ký cũng 80-90 ngàn nha, khá là mắc. Đây, con này là con hải long nha, thường để gọi là hải, con bự là hải long á chứ, con này gọi là con hải xà hay sao nè. Hôm bữa em cũng lên mạng, em có search, em có tìm kiếm, em thấy con này gọi là con hải xà chứ không phải là hải long nữa. Hải long thì nó con nó khác hơn, nó bự hơn nha. Hải long thì nó giá trị hơn con này. Mực rất là tươi luôn ha. Bên trong chưa có ra nữa. Giờ này khoảng tầm 8 giờ nha, mới lấy cầu lết xong, đang bủa cầu bay. Đây chạy thẳng dây mấy anh em mới ra lựa cá. Ta tới đâu rồi? Tài đâu ra, tài đâu ra gì á? Gây gió tải vậy. Đi mua chí ra không? Cháu mà ra chưa? Mới ra hôm nay vậy? Cái yêu tao 90 ngàn á.
được 5 kết mực mà không được đầy nha. Dồn là khoảng tầm 4 kết. Nói chung dân ít quá trời, mình bán tươi chứ không có sẽ khô nha. Rồi giờ chuẩn bị cho hầm muối cá. Cho qua ngày chứ có ngon lành gì đâu, mình làm bánh ghe luôn nè.
lỗ mở ra bên đây anh ăn tiếng mà ăn mày nè. Cả nhà rất nhiều luôn vì đã dành những thời gian quý báu của mình để theo dõi và